Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Trên tay của mình hiện tại chính là em iPhone XS Max. Và chiếc iPhone XS Max này mình đã cập nhật phiên bản iOS lên iOS 18 rồi nhá. Đấy, ok chưa? Và đây là một chiếc máy có đời thấp nhất được Apple cho phép cập nhật lên iOS 18. Và ok, ở trong video ngày hôm nay mình sẽ test lại hiệu năng của chiếc iPhone XS Max này. Bởi vì là chiếc máy này sau khi lên iOS 18 ấy, thì nó có thêm một cái tính năng, đó chính là chế độ trò chơi mà. Nhiệt độ ban đầu của em iPhone XS Max này đang tầm khoảng 29 độ C này, 29-30 độ C này. Đấy. Và tựa game hôm nay mình test chính là tựa game Liên Minh Tốc Chiến. Ở Genshin Impact ấy chắc mình sẽ không test đâu, bởi vì là đây là một tựa game khá là nặng, cho nên là mình nghĩ rằng không cập nhật lên iOS 18 thì cũng không cân nổi max setting đâu. Nhưng mà các bạn chơi min setting hoặc là medium setting đối với cả iPhone XS Max ấy thì mình nghĩ rằng vẫn chơi được nhé. Đây cũng là một thiết bị quá là khổ rồi. Trước đây ấy, thì mình cũng đã có test Wuthering Way cộng với cả gắn sò ấy, thì em nói chơi cũng không ok cho lắm. Về phần setting này thì FPS mình chỉ bật ở mức 60 thôi. Tất nhiên rồi, màn hình con XS Max chỉ là 60Hz mà thôi mà. Chất lượng đồ họa mình để rất cao và độ phân giải cũng để rất cao nhá. 35 độ rồi, 36 độ rồi, bảo sao nó bắt đầu nóng các bạn ạ. Cảm giác cầm nó vẫn rất là sướng nhá. Từ cái độ bo cong của khung viền cho đến mặt lưng phẳng bằng kính, cảm giác nó rất là nguyên khối nhá. Đúng là một chiếc máy cao cấp của 6-7 năm trước mà đến bây giờ cầm nó vẫn sướng anh em ạ. iPhone của cái thời điểm đấy đúng là đi trước tất cả các thế hệ khác của điện thoại rồi các bạn ạ. Nhưng mà iPhone của bây giờ thì mình không chắc nha. Ok, đang vào game nhá. Ok à. FPS đang thẳng tắp ở mức 60 anh em ạ, không có một sự xi nhê gì đâu. FPS ngon lắm. Nói chung ấy là với những tựa game nhẹ nhàng cơ bản như này thì iPhone XS Max vẫn chiến một cách ok. Mặc dù mình đã để mức setting là cao rồi, siêu cao rồi. Nhiệt độ của máy tăng lên đến 35, 34, 36 này. Đấy. Nhưng mà bởi vì cái mặt lưng làm bằng kính ấy, cho nên mình cảm nhận rõ được cái sức nóng của em nó luôn. Ảo thật đấy. Ngon. Hai thằng mới cân được một thằng anh em ạ. FPS từ nãy giờ thẳng tắp như một sợi chỉ ở mức 60. Cho nên là mình nghĩ rằng là ui, nhưng mà pin sao? Pin xuống còn 72% nhá. Mình cảm nhận rằng cái tốc độ giảm pin hơi nhanh nhỉ. Ui, vừa bị drop xuống 39 này. Bị duy nhất một pha drop FPS nhá. Một tựa game nhẹ nhàng như này cũng drop FPS là có vấn đề rồi. Vẫn 35-36 độ này. Mình đảm bảo với các bạn ạ, nếu mình tắt điều hòa đi thì em máy này lên 40 luôn ấy. Bởi vì cảm nhận rõ được sức nóng mà. Nói chung cái iPhone XS Max bây giờ cũng là một chiếc máy già cỗi rồi, không còn đủ sức để chiến những cái tựa game quá nặng nề nữa anh em ạ. Ok, mình vừa chơi xong một trận Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến nhá, thì mình thấy rằng cái mức FPS 60 ấy nó khá là ổn định, chỉ duy nhất có một lần bị drop xuống 39 mà thôi. Sau cái bài test vừa rồi ấy thì mình thấy rằng em iPhone XS Max này sau khi cập nhật lên phiên bản OS 18 thì vẫn có thể đủ sức chiến những cái tựa game như kiểu là Tốc Chiến này. Đấy, ok chưa? Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nhá. Tạm biệt các bạn.